Đây chính là mai dảo siêu nụ Bến Tre. Trời ơi, cái lô này nó đã liền cốt rồi nè cả nhà. Đây nó liền cốt nha. Và nụ siêu nhiều luôn. Phải nói là cái lô này cứng cáp. Mọi người có thể sưu tầm về mình trồng đất nè, hoặc mình lấy bo được nha. Rồi đó cả nhà thấy nè, cái cốt của nó nè, cỡ tầm mấy ngón tay của em nha. Rồi đế đẹp luôn cả nhà, 100 ngàn một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Cây cao là 45-50cm luôn cả nhà. Thấy cái bàn tay em để nè, đó, cỡ như 2 gan rưỡi 3 gan tay của Huỳnh luôn nha. Trời ơi, không tin được là nụ tới mức độ như vậy luôn. Đây nè, cái bông này cả nhà. Đó, hoa nha, hoa này hoa gió thôi. Trời ơi, nụ hết biết luôn. Và đặc biệt luôn cả nhà, là cái loại này nó nở rất là đều và đẹp luôn. Đó, rồi ai có nhu cầu thì liên hệ cho vườn mai Như Huỳnh nha. Rồi em qua một loại nữa nè, em qua một loại nữa, đó là mai dảo tự quăng, tự xoắn. Dòng mai này à, có mặt hoa luôn nè cả nhà ơi. Đây mặt hoa nè, 7-12 cánh nè ha. Và cái đường quăng này nè, mọi người lưu ý giùm em nè. Cái xoắn này của em là nuôi lâu rồi, năm mấy rồi ha. Nó bây giờ nó cỡ như là gần bằng đầu đũa ăn luôn á cả nhà. Nó cứng cáp lắm nha, nút nụ nó vàng ôm luôn nè. Cái thân trụ giỗ là em dựng lên được khoảng tầm 3 tấc đến 4 tấc nha cả nhà. Đó, cây thì nó có đế ha, cụ đế như thế này được ghép với gốc quấn rễ nha. Rồi 125.000 một cây. 2 cây là bên em Huỳnh bao ship và 10 cây là em tặng một. Thường thường em sẽ đo cái bàn tay lên cho cả nhà mình có thể ước lượng được cái cây nha. Rồi qua màn hình thì Huỳnh thường là Huỳnh quay nó hơi cực ly, nó hơi gần, nhưng mà kích thước em cũng có nói sơ đó. Đây cả nhà coi nè, cái đường xoắn nó rất là khỏe nha. Rồi ai yêu thích loại này thì alo cho vườn mai Như Huỳnh. Tiếp tục một loại nữa cả nhà. Trời ơi coi nè, nguyên một cái chùm hoa thọ hương đã ghê luôn không. Đây cả nhà nhìn xem nha. Trời ơi hoa thiệt nha cả nhà, hoa này hoa thật nha. Rồi nó thơm lắm luôn. Đây cây này nè, chỉ có 100 ngàn cây nè cả nhà. 4 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây là em tặng một nha. Nó có các kích cỡ như vậy, em quay cho mình thấy được các kích cỡ nha. À, đây cái chộp của nó chắc cũng khoảng cỡ như cái bút bi á cả nhà, cái bút bi hoặc là giữa cái đũa ăn nha. Trời ơi và nó nụ rất là dữ luôn nè. Đó 100 ngàn một cây luôn. Rồi đế đủ kiểu luôn cả nhà ơi, cao khoảng cỡ 5-6-70cm luôn đó. Coi nụ siêu nhiều luôn nè. Đó, tàn nhánh rất là dữ luôn nha. Wow, tốt chưa. Rồi em qua một loại nữa bất ngờ nha. Đây tèn. Trời đất ơi, đại lộc của bên em nè cả nhà. Nổ nè, rất là đẹp nha. Cây nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi mà nổ rất là đẹp. Cả nhà nhìn cái nụ của nó to như vậy nè, thì nó nở cái bông rất là to nha. Rồi cả nhà mình về sưu tầm lấy bo được ha. Gốc đẹp luôn, cao tầm khoảng 3 tấc cho đến 5 tấc thôi. Đó, cây như vậy 125.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 tặng 1. Cả nhà thấy cái nụ của nó nè. Trời ơi như lúa luôn, chứ đừng nói là nụ của cây mai luôn. Rồi đây dòng mai đại lộc nha cả nhà. Em có cái loại nè, rất là nhiều loại nha, nhưng mà em sẽ giới thiệu sơ cho cả nhà mình xem những cái loại này. Rồi ai muốn sưu tầm. Ôi trời ơi, đây cả nhà nhìn nè. Nụ của nó đạt tới mức độ như vậy luôn nè. Coi nè, đó cả nhà, đã ghê không. Và những cái nụ mà nó to, nó tròn, nó ú như thế này thì nó sẽ cho cái bông rất là nhiều cánh luôn. Đây cả nhà, đó. Rồi nhỏ nhỏ mà hoa rất là dữ nha. Rồi mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.